Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đến dự và phát biểu chỉ đạo. Năm 2023, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố thực hiện tốt việc xây dựng đảng bộ vững mạnh về mọi mặt, công tác tuyên truyền, vận động quân chúng ngày càng đi vào chiều sâu và đổi mới, xử lý có hiệu quả tình hình vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới biển, vùng biển, không để bị động bất ngờ phối hợp chặt chẽ các lực lượng đảm bảo an ninh an toàn cho ngư dân hoạt động khai thác hải sản các hoạt động kinh tế biển phối hợp với các lực lượng kịp thời giải quyết ổn định tình hình an ninh chính trị nhất là dịp lễ tết sự kiện chính trị quan trọng của đất nước thành phố xác lập và đấu tranh có hiệu quả các chuyên án triệt phá nhiều tổ chức đường dây tội phạm ma túy buôn lậu gian lận thương mại qua đó góp phần cùng với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển thành phố Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2023 của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, đặc biệt là lực thực hiện tốt công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố xử lý kịp thời hiệu quả các vấn đề nảy sinh cùng với các lực lượng khác đảm bảo an toàn, góp phần thành công của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023. Năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục quán triệt triển khai toàn diện các quan điểm, đường lối, chiến lược quân sự, quốc phòng an ninh, biên phòng của Đảng, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách của Bộ đội Biên phòng thành phố trong quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển. Chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan duy trì đảm bảo an ninh trật tự an toàn ở khu vực biên giới biển cửa khẩu vùng biển nâng cao hiệu quả công tác dự báo tình hình tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên biển phối hợp giải quyết chặt chẽ kịp thời hiệu quả không để bị động bất ngờ